quan đến tinh thần, liên quan đến cảm xúc, liên quan đến giải trí, liên quan đến du lịch, liên quan đến câu chuyện giáo dục trong gia đình. Phải nhìn bản thân mình một cách có hệ thống. Rất là bài bản về năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản. Anh là anh trưởng thành, anh làm gì, anh làm lĩnh vực gì, anh có thành tựu gì và anh kiếm được bao nhiêu tiền và anh đóng góp, thì trước tiên anh phải là một cái con người tốt, anh có tâm hồn rộng mở và sẵn sàng chia sẻ và kết nối. Tôi nghĩ cái đó rất là quan trọng. Cùng với tinh thần hướng đến một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hướng nghiệp tương lai. Đây là một chuyên mục do chương trình Cà phê Tết kết hợp cùng với tổ chức giáo dục Wow Edu thực hiện, mang đến là những câu chuyện nghề cũng như là những thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực, giúp cho các bạn học sinh có thể vững tin hơn trong quá trình định hình và định hướng tương lai của chính mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành khoa học xã hội và nhân văn và dịch vụ xã hội. Những năm trở lại đây, khối ngành này là một trong những nhóm ngành có tỷ lệ tuyển sinh và nhu cầu nhân lực cao. Theo một cách tương đối, nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn đào tạo các chuyên ngành như nhóm ngành nhân văn là ngành học nghiên cứu về văn hóa con người dựa trên yếu tố lịch sử, bao gồm các ngành triết học, tôn giáo học, lịch sử, ngôn ngữ học, văn hóa học, quản lý văn hóa. Nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi bao gồm kinh tế học, khoa học chính trị, xã hội học, nhân văn học, tâm lý học, địa lý học, thông tin thư viện, văn thư lưu trữ, bảo tàng, xuất bản, phát hành. Nhóm ngành dịch vụ xã hội, đây là nhóm ngành học có sứ mệnh giúp đỡ và hỗ trợ chăm sóc cho những người yếu thế trong xã hội. Ngành khoa học xã hội và nhân văn đang là một trong 9 ngành thu hút nhiều lao động nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ nay cho đến năm 2025, mỗi năm nhóm ngành này tuyển 8.100 nhân lực với mức lương hấp dẫn, nhưng do sinh viên vẫn chưa theo học nhiều nên nhân lực cho ngành này vẫn còn rất khan hiếm. Cơ hội việc làm trong khối ngành này vô cùng đa dạng và được mở rộng. Sinh viên có thể chuyển đổi công việc sang những lĩnh vực liên quan tương đối dễ dàng do khối ngành này có các môn học cơ sở ngành khá nhiều, ví dụ như ngành về hành chính, nhân sự, giáo viên. Đây cũng là yếu tố giúp sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn có thể dễ dàng làm được nhiều ngành nghề khác nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là những ghi nhận của chúng tôi về tổng quan ngành khoa học xã hội nhân văn và dịch vụ xã hội. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 3 vị khách mời để cùng nhau chúng ta sẽ giải đáp những thắc mắc về ngành học này. Và thưa quý vị, chúng ta xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Nam, trưởng phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị. Dạ vâng, và xin giới thiệu chị Lê Thị Ngọc Châu, trưởng phòng giáo vụ của công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Wow. Và tiếp nối về phía đại diện doanh nghiệp, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tuấn Khởi, chủ tịch hội đồng quản trị The Sharing Group. Xin chào tất cả mọi người. Dạ vâng, và hứa hẹn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều những giải đáp cũng như là những câu hỏi thật là thú vị và trực quan về ngành học này. Và đầu tiên thì có thể thấy như video tổng quan vừa đề cập, ngành khoa học xã hội nhân văn và dịch vụ xã hội là một trong 9 ngành thu hút rất là nhiều những nhân lực lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì theo thầy Nam ạ, cụ thể thì ngành nào trong nhóm ngành này đang trở thành một xu hướng và cũng như là đang vô cùng khát nhân lực ạ? Chúng ta nhận thấy rằng là trong những năm gần đây đó, thì tại các trường có đào tạo khối ngành khoa học xã hội nhân văn, cái lượng người học trở nên đông đảo hơn và cái điểm tuyển sinh của các cái ngành liên quan trong lĩnh vực này ấy, là nó cao hơn, thì nó cũng là một cái chỉ số để mình thấy được là cái đầu ra của các cái ngành của trong lĩnh vực xã hội nhân văn hiện nay nó đang rất là tốt. Vì sao như thế? Bởi vì thật ra là do cái sự phát triển của kinh tế xã hội, quá trình toàn cầu hóa và đặc biệt là cái đời sống vật chất của con người đã trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và lúc này thì người ta quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề liên quan đến tinh thần, liên quan đến cảm xúc, liên quan đến giải trí, liên quan đến du lịch, liên quan đến câu chuyện giáo dục trong gia đình. Và như vậy thì nó cần nhiều hơn cái lượng nguồn nhân lực được đào tạo một cách bài bản để có thể phục vụ cho cái thị trường lao động. Thế thì hiện nay có một số cái ngành mà quý vị thấy rằng là thông thường các cái điểm chuẩn của các ngành này có cái điểm chuẩn khá là cao. Tôi lấy ví dụ như các cái ngành liên quan đến truyền thông đa phương tiện, quan hệ quốc tế, tâm lý học, rồi du lịch, rồi các ngành ngoại ngữ cũng có rất là nhiều bạn trẻ quan tâm. Thì đó là những ngành mà hiện nay ở trường xã hội nhân văn có cái điểm đầu vào nhìn chung ở mức rất là cao. Và hiện tại thì đang trong quá trình mà mọi người đều tập trung vào việc công nghệ cũng như là kỹ thuật. Tuy nhiên thì sẽ có một vài những nhận định là ngành khoa học xã hội nhân văn và dịch vụ xã hội sẽ ít được quan tâm hơn một số ngành như kinh tế hay là tự nhiên. Vậy thì thầy đánh giá như thế nào về
lại về việc này ạ? Thật ra chúng ta thấy rằng là để cái xã hội này nó vận hành á, nó là một cái cấu trúc mà trong nó có rất là nhiều những cái thành tố bên trong. Và lĩnh vực nghề nghiệp nó tương đồng như vậy. Nó sẽ có lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, rồi lĩnh vực liên quan đến khoa học xã hội nhân văn và những lĩnh vực khác để nó giúp cho cái xã hội nó vận hành được một cách rất là trơn tru. Thì xã hội nhân văn nó là một lĩnh vực, là một mảnh ghép không bao giờ thiếu ở trong cái thế giới nghề nghiệp của bất cứ một xã hội nào. Tuy nhiên trước đây chúng ta thấy là khoa học xã hội nhân văn á, là tập trung nhiều ở những ngành ví dụ như là ngữ văn, lịch sử, triết học, địa lý, vân vân. Bởi vì giai đoạn đó thì người ta tập trung nhu cầu là phần đa là những cái ngành này. Nhưng mà khi mà thế giới nó thay đổi, cái thị trường lao động và đặc biệt là cái nhu cầu của cái quá trình hội nhập, cái nền kinh tế nó cũng đã biến đổi thì các cái nhu cầu nhân lực để vận hành cái thị trường lao động nó khác đi rất là nhiều. Và nó đã bắt đầu ứng dụng vào trong những lĩnh vực khác để cái thích nghi rất là nhanh chóng. Và hiện nay chúng ta thấy rằng là cái đầu ra và cái công việc của lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn hiện nay nó rất là khả quan. Và hiện nay một đặc điểm đó là khi học xã hội nhân văn rồi thì cái quá trình mà chuyển đổi nghề nghiệp của các anh chị sau khi tốt nghiệp, sau khi ra trường khoảng 5 năm, 10 năm là rất là dễ dàng. Tôi lấy ví dụ như một anh chị học quan hệ quốc tế có thể làm lĩnh vực ngoại giao ở trong cơ quan nhà nước, nhưng sau một thời gian thì lại làm trong bộ phận chiến lược của doanh nghiệp. Rồi một thời gian sau nữa thì cái người này lại có thể giảng dạy về lĩnh vực liên quan đến quan hệ quốc tế và chính trị. Một thời gian sau nữa thì có thể lại là một người làm trong các cái lĩnh vực liên quan đến marketing. Thì như vậy nó tạo ra một cái nền rất là tốt để từ đó con người có thể phát triển cái nghề nghiệp của mình qua nhiều giai đoạn khác nhau. Thì đó là một cái đặc điểm rất là đặc biệt trong lĩnh vực xã hội nhân văn mà chúng ta nên suy nghĩ để chúng ta tìm hiểu sâu về nó. Dạ vâng, và để tiếp nối câu hỏi trên thì ngoài một số những câu hỏi về tổng quan ngành ra thì các bạn học sinh, các bậc phụ huynh cũng gửi đến cho chương trình một vài những câu hỏi đặc trưng khác. Ví dụ như các bạn hỏi về công việc giảng viên kỹ năng sống. Vậy thì đối với công việc là một giảng viên kỹ năng sống thì đây có phải là một công việc phù hợp cho các bạn học ngành khoa học xã hội và nhân văn không chị Châu ha? Có thể nói rằng là ở ngay cả đơn vị WOW Edu ha, thì các bạn giáo viên giảng dạy kỹ năng sống từ ngành khoa học xã hội và nhân văn ra thì có thể nói là các bạn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống rất là tốt, bởi vì rằng là các bạn được đào tạo phải nói là rất là bài bản về năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản. Dạ, về những cái am hiểu về những cái kiến thức xã hội và tâm lý, và có thể nói là cái đó là những cái tiêu chí cần thiết đầu tiên của một người giáo viên giảng dạy kỹ năng sống. Dạ vâng, vậy thì để mà trở thành một giáo viên giảng dạy kỹ năng sống thì mình sẽ cần có những bằng cấp nào hoặc là những kỹ năng nào bổ sung thêm trong quá trình học không ạ? Thì điều trước tiên á, thì nói về bằng cấp chuyên môn thì thật sự thì đã là một giáo viên thì điều trước tiên là mình sẽ cần phải có được. Thứ nhất, bạn có thể là bạn được đào tạo từ các khoa và đào tạo về giáo viên, hoặc là các ngành về tốt nghiệp từ các ngành về khoa học xã hội và nhân văn. Và có thể thì các bạn đối với những cái ngành mà gọi là không gần lắm thì các bạn có thể cần phải học bồi dưỡng đào tạo thêm về cái về nghiệp vụ sư phạm nè. Và đặc biệt đối với giáo viên giảng dạy kỹ năng sống thì cần phải được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ giảng dạy kỹ năng sống, phương pháp giảng dạy kỹ năng sống. Vậy thì với chị Châu, chị đánh giá như thế nào về cơ hội việc làm của các bạn trong công việc này, cũng như là những ưu nhược điểm nào sẽ đến với các bạn lựa chọn công việc là một giảng viên, một giáo viên dạy kỹ năng sống? Có thể nói thì hiện tại thì những cái cơ sở giáo dục mà đào tạo cái nguồn lực giáo viên giảng dạy kỹ năng sống thì còn hạn chế. Dạ, còn rất là hạn chế, cho nên là cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên tốt nghiệp từ các ngành khoa học xã hội và nhân văn để mà làm việc trong cái lĩnh vực giảng dạy kỹ năng sống này phải nói là rất là lớn. Và các bạn tùy vào cái năng lực của mình, tùy vào năng lực của mình thì các bạn có những cái cơ hội phát triển khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể là phát triển tùy theo vào năng lực chuyên môn, các bạn có thể phát triển theo cái hướng là về chuyên môn, đi sâu về chuyên môn, về xây dựng và phát triển chương trình. Năng lực của một số bạn có thể là bạn sẽ phù hợp, bạn làm các công tác về quản lý vào những chuyên viên, hoặc là thậm chí sau một thời gian rèn luyện các bạn cũng có thể trở thành là những diễn giả, những cái speaker. Yeah. Wow, quả là một vài những thông tin rất là hấp dẫn về một công việc mới ạ. Dạ vâng, vậy thì với ngành phục vụ cộng đồng thưa anh Tuấn Khởi, vậy thì những loại hình tổ chức hay là doanh nghiệp nào sẽ phù hợp dành cho những bạn học khối ngành khoa học xã hội và nhân văn sẽ theo làm việc ạ? Đây cũng từ rất là lâu khi mà chúng ta phân loại cái ngành học thì chúng ta hay mặc định là sẽ
trừ ra những cái ngành mà nó rất là cơ bản, ví dụ như hàng không hay là bác sĩ hay là, thì nó sẽ đòi hỏi cái rất là chuyên môn về đặc thù. Còn ví dụ như những người học xã hội mà nói, nếu mà làm trong những cái mô hình, ví dụ chúng ta hay thường nghĩ là ví dụ cơ quan nhà nước nè, hoặc là những cái gì nó liên quan tới kỹ năng mềm, những cái khối ví dụ như phi lợi nhuận NGO hoặc là doanh nghiệp xã hội chẳng hạn, chúng ta hay nghĩ là dân làm xã hội hoặc là học xã hội á thì hay làm những công việc đấy. Nhưng thực tế ra bây giờ trong cái cấu trúc mà gọi là của các cái doanh nghiệp mà điều hành á, ví dụ kể cả những doanh nghiệp đó là về cái công nghệ, về nông nghiệp hay trong tất cả những cái lĩnh vực mà họ sản xuất nhiều lĩnh vực khác nhau á, thì cũng thực sự là cái những cái người mà làm về cái học về xã hội á, họ cũng đóng một trong một cái vai trò rất là lớn, quan trọng để điều hành một cái việc đấy. Những người bạn tôi chẳng hạn, tôi biết đến thời điểm này cũng đang phụ trách vị trí điều hành ở những cái doanh nghiệp và với cái vị trí rất là cao, những cấp quản lý rất là cao, mà xuất phát điểm là họ cũng học ngành về xã hội chứ không phải là kỹ sư hay gì đó. Thì tôi nghĩ rằng là có một cái sự thích ứng cái ngành học của mình, đôi khi nó cũng là một cái gì đó để là một cái bước khởi đầu, và sau đó thì mình sẽ thấy rằng là mình phát triển đến mức độ nào và mình sẽ tăng cường để thích ứng thêm về cái khả năng của mình. Dạ vâng, nói về mục tiêu thì em muốn có một câu hỏi đặt cho thầy ạ. Đối với một số những các bạn học sinh mà chưa xác định được chính xác ngành học mà mình muốn theo đuổi, thì làm sao các bạn có thể biết là mình phù hợp với nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn ạ? Thật ra là nó có những cái trắc nghiệm tâm lý để có thể phát hiện ra những cái đặc điểm cốt lõi của một cá nhân, thì cái người này sẽ theo hướng nào, theo hướng nghiên cứu, theo hướng ứng dụng hay hướng kỹ thuật, hay là người thiên về art, người thiên về nghệ thuật, xúc cảm vân vân, thì nó sẽ có, thì các bạn có thể tham khảo rất là dễ dàng. Tuy nhiên thật ra nó cũng chỉ là một cái cơ sở để mình tham khảo thôi. Vấn đề lớn nhất theo mình nghĩ là chúng ta phải nhìn bản thân mình một cách có hệ thống. Mỗi người sẽ có một cái đặc điểm rất là riêng, mà con đường có thể là nếu mà đi đúng thì sẽ rất là thành công, nhưng nếu mà không đi đúng thì nó có thể là cứ đi vòng vòng như vậy, thì cứ tìm mãi mà cũng không thấy được là mình sẽ phù hợp với đặc điểm nào nhất. Cho nên là đối với học sinh thì các bạn nên tìm hiểu thêm về đặc điểm bản thân trước, để xem là mình có điểm mạnh gì, mình có tố chất gì và cái ước mơ của mình là gì. Rồi sau đó mình tìm hiểu tiếp, thế thì cái ngành đó, cái công việc đó nó làm những công việc gì và mình có thích nó hay không? Và mình muốn làm tốt cái công việc đó thì mình sẽ phải có những cái tố chất gì? Lúc đó mình lại soi lại mình là mình có hợp hay không. Mình lấy ví dụ như có những bạn là thích học, thích làm về đối ngoại, về quan hệ quốc tế, bởi vì thấy trên truyền hình đi rồi tháp tùng lãnh đạo, xong rồi đi nước này nước kia, đi phiên dịch, thấy rất là thích. Nhưng mà người này lại ngại giao tiếp, thì như vậy trong thời gian 4 năm đại học thì rất là khó để biến một người ngại giao tiếp thành một người mà có cái khả năng đối ngoại xuất sắc được. Thì cái người mà ngại giao tiếp thì người ta lại có những cái công việc khác. Tôi lấy ví dụ như là những cái lĩnh vực mà con người có vẻ trầm hơn. Tôi lấy ví dụ như tâm lý học, ví dụ giáo dục học, đúng không ạ? Những ngành công tác xã hội, những ngành đó thì rất là phù hợp với những bạn mà có cái chiều sâu đấy. Thì cho nên là mình phải tham khảo rất là kỹ từ nhiều nguồn khác nhau, và tôi nghĩ rằng là các cái hoạt động hướng nghiệp hiện nay cũng rất đa dạng và giúp các em học sinh có thể thử mình trong những cái môi trường rất là khác biệt, và như vậy thì khi mà lựa chọn thì nó là phù hợp nhất. Tuy nhiên đến lúc đại học ra, khi mà chúng tôi nhận thấy là khi mà học đại học, nhiều em sinh viên cũng lại tiếp tục tìm mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi vào năm nhất rồi thì những cái thế giới quan nó bắt đầu mở ra. Họ tiếp xúc với cựu sinh viên, họ tiếp xúc với doanh nghiệp, họ đi lên thành phố và họ thấy rất là nhiều cái thực tại khác biệt. Và lúc đó họ mới thấy cái mọi thứ nó không như mình nghĩ, và họ lại bắt đầu tìm những con đường mới. Và 4 năm đại học là thời gian tuyệt vời để cho họ tìm đúng cái thế mạnh và cái nơi mà họ sẽ đặt mình vào cái vị trí trong tương lai. Cho nên mình nghĩ rằng là sinh viên đến năm 3 vẫn chưa biết rằng mình sẽ làm công việc gì đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng mình nghĩ rằng là mình đang băn khoăn bởi vì mình chưa biết là mình sẽ làm gì và mình đang đi tìm nó. Đó là điều hết sức là cần thiết ở một người sinh viên. Đến lúc năm 4 thì bạn sẽ tìm ra những cái vị trí mà bạn phù hợp nhất. Vậy thì đối với những bạn đã bắt đầu xác định được việc mình sẽ muốn theo học ngành khoa học xã hội và nhân văn, vậy thì các bạn học sinh trung học phổ thông sẽ cần bổ sung những kỹ năng hay là những kiến thức nào để mà chuẩn bị cho quá trình thi tuyển cũng như là lộ trình học sau này ạ? Theo mình nghĩ rằng là các cái quy chế tuyển sinh thì nó cũng rất là rõ ràng rồi, nó cũng không thay đổi quá nhiều qua từng năm, và 2 năm sau thì gần như nó cũng sẽ là như thế thôi. Thì em sẽ xem là điểm số, rồi những cái tổ hợp môn thi hay là đánh giá năng lực thì điểm là bao nhiêu, thì để em thấy được rằng là
cái ngưỡng đó mình liều có thể đạt được hay không. Còn nếu mà mình chưa đạt được thì mình sẽ phải cố gắng để mình có đạt được. Rồi sau đó khi mà vào học rồi nữa thì chắc chắn là trong cái quy trình đào tạo thì các trường đại học thì đều phải có những cái nghiên cứu rất là sâu và có những môn gì để giúp cho các em phát triển theo cái hướng mà em đó mà có cái thế mạnh. Thì như vậy thì trường học sẽ có trách nhiệm trong việc là đào tạo các bạn ở cái bậc tiếp theo, ở cái giai đoạn tiếp theo. Dạ vâng, nói đến đây thì chắc hẳn là các khán giả cũng đang rất là tò mò vì được biết là các khách mời của chúng ta đều theo học ngành khoa học xã hội và nhân văn. Vậy thì các chị, các thầy có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mà mình tìm kiếm được công việc mà mình yêu thích cũng như là các định hướng tương lai của mình được không ạ? Như mình nói đó thì một trong những cái điều quý giá nhất của xã hội nhân văn đó là nó cho mình một cái sự hiểu biết về thế giới quan, điều này cực kỳ quan trọng. Cuộc sống của mình nó sẽ màu sắc hơn rất là nhiều. Bởi vì nói gì nói thì mình phải hiểu cái thế giới này. Mình phải hiểu về những vấn đề liên quan đến xu hướng sống. Mình hiểu về văn hóa, mình hiểu về nghệ thuật, mình hiểu về con người, hiểu về cộng đồng. Điều đó cực kỳ quan trọng đối với mỗi người. Và những cái nền tảng đó nó giúp cho mình có thể chuyển đổi qua rất là nhiều môi trường khác nhau. Và mình vẫn cảm thấy là dễ dàng để chuyển đổi. Ví dụ như là tôi là tốt nghiệp ngành xã hội học. Tôi thì làm công tác liên quan đến truyền thông và quan hệ doanh nghiệp. Và tôi cũng giảng dạy các cái môn liên quan đến truyền thông. Và tôi thấy là công việc của mình bản thân nó cũng rất là ổn, bởi vì cái nền tảng của cái ngành xã hội học nó cho mình một cái lượng kiến thức để mình có thể chuyển đổi công việc ở rất là nhiều cái vai trò khác nhau. Tôi nghĩ rằng đó là một cái điểm mà các bạn học sinh cần phải bắt được. Bởi vì khi tôi nói chuyện với nhiều người họ đã 50 tuổi rồi, họ khi hỏi về cái lịch sử cuộc đời của họ thì có giai đoạn thì họ sẽ làm một cái giáo viên tiếng Anh, có giai đoạn thì họ làm một cái người quản lý trong một trường học, rồi sau đó họ đi Úc, rồi họ ở bên đấy và họ làm một cái chuyên gia giáo dục quốc tế. Và bây giờ họ đang làm rất là nhiều chương trình đào tạo cho các cái tập đoàn ở Việt Nam để đưa Úc qua Úc để có thể làm việc, để có thể học tập ở bên đấy. Và chị nói là chị rất là vui với cái công việc ở đó, mà bản thân chị xuất phát là một người học ngôn ngữ Anh chứ không phải là ngành về quản lý giáo dục. Nhưng mà chị đang là một cái chuyên gia giáo dục quốc tế. Thì các bạn hiểu rằng là cái điều đó cực kỳ quan trọng, bởi vì cái thế giới nghề nghiệp nó thay đổi liên tục. Và chúng ta có khả năng thích nghi tốt thì đó là một trong những cái điều kiện rất là cần để sau này 30, 50 năm nữa hoặc là thế hệ các bạn có thể chuyển đổi và các bạn cảm thấy không có khó khăn gì. Và điều đó cực kỳ quan trọng. Dạ vâng, vậy thì còn chị Châu ạ, hành trình để chị trở thành một trưởng phòng giáo vụ như thế nào? Thì thực sự thì sau khi mà mình tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xong thì lúc đó mình cũng về công tác tại một phòng đào tạo của một trường cao đẳng trong một khoảng thời gian. Sau đó thì mình lại tiếp tục chuyển công tác qua một trường trung học phổ thông. Và sau đó và kế tiếp đó chính là ngôi nhà Wow, công ty cổ phần giáo dục xuất bản Wow. Thì có thể nói là ở nơi đây thì có thể nói là nó là một cái cơ duyên, nhưng nó cũng có thể nói là cái cơ duyên đó nó cũng được xây dựng từ cái nền tảng là mình rất là may mắn là mình đã theo học cái ngành khoa học xã hội và nhân văn. Bởi vì cũng như là thầy Nam với lại anh Cởi có chia sẻ, nó tạo cho mình những cái gọi là những cái một tạm thời gọi là cái năng lực ha, năng lực mình rất là dễ thích ứng. Với lại mình cũng có những cái nhìn và cái cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Điển hình như là các bạn sinh viên đi, các bạn sinh viên từ khoa học xã hội và nhân văn khi mà vào làm việc ở tại công ty, ứng tuyển vào công ty thì các bạn điều đầu tiên ngoài những cái chuyên ngành học của các bạn còn được công ty sẽ tổ chức liên tục các khóa học gọi là bồi dưỡng đào tạo thêm cho các bạn. Đầu tiên là về các kỹ năng. Dạ, về các kỹ năng. Và như hiện tại thì chúng ta cũng thấy rồi đó, thì cái giáo dục của chúng ta thì đang hướng tới là phát triển toàn diện cho học sinh. Và cái hoạt động giáo dục kỹ năng sống nó là một trong những hoạt động giáo dục chính của cái mục tiêu này. Và chính vì như vậy thì nó đòi hỏi cái người giáo viên của mình, giáo viên giảng dạy kỹ năng sống phải nói là rất là năng động, phải rất là năng động và phải nói là luôn luôn tự trau dồi. Và có thể là nếu mà đối với những bạn mà đi từ tốt nghiệp từ khoa học xã hội và nhân văn ra thì có thể nói rằng là mình có thể hơi thiên vị một chút xíu, có thể là vì cái xuất phát điểm của mình, nhưng mà mình đánh giá cái gọi là cái mức độ thích ứng của các bạn nó rất là tốt. Dạ vâng, được biết là chị Ngọc Châu ngoài là công tác về quản lý giáo dục ra thì chị Châu cũng đứng lớp dạy về kỹ năng sống ạ. Và thật ra thì ý như cũng biết là có rất nhiều bạn học sinh cấp 2, cấp 3 rất là hâm mộ những giáo viên dạy kỹ năng sống của mình và cũng tự thắc mắc là mình sẽ học như thế nào để có thể trở thành một giáo viên dạy kỹ năng sống. Vậy thì chị Châu có thể chia sẻ nhiều hơn về việc này được không ạ? Để các bạn có thể trở thành một
giáo viên giảng dạy kỹ năng sống thì có thể là cái ngành học mà nó gọi là gần phù hợp nhất á, là cái ngành khoa học xã hội và nhân văn. Bởi vì ở đây thì các bạn ngoài những cái gọi là kiến thức về xã hội, về tâm lý, giáo dục các bạn được đào tạo rất là tốt, mà các bạn còn được bồi dưỡng thêm những rất là nhiều các kỹ năng. Và rất là nhiều các kỹ năng như là thuyết trình, giao tiếp. Và như vậy thì những cái kỹ năng đó nó sẽ bồi dưỡng, nó bổ trợ rất là tốt trong cái hoạt động nghề nghiệp của mình. Mặc dù là để trở thành một giáo viên thì các bạn có thể, một số bạn sẽ chọn là học sư phạm. Nhưng mà học sư phạm thì mình sẽ là chuyên vào một cái bộ môn nào đó. Còn về để làm trở thành một giáo viên giảng dạy trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống thì mình có thể nói là mình cần cái sự đa dạng và có gọi là cái tính năng động hơn một chút. Tuy nhiên đối với những cái bạn mà học từ sư phạm ra thì các bạn cũng sẽ rất là dễ dàng hòa nhập và có thể là gọi là tiếp thu được những cái gọi là những cái phương pháp, những cái bồi dưỡng mới của công ty. Vâng, vậy thì ngoài bằng cấp chuyên môn thì một giáo viên kỹ năng sống sẽ cần có thêm những điều kiện gì nữa? Ngoài bằng cấp chuyên môn thì giáo viên giảng dạy kỹ năng sống điều đầu tiên cần phải có đó là lòng yêu trẻ, yêu học sinh. Cái đó là chắc chắn phải có rồi đó. Ngoài ra thì chắc chắn các bạn cần phải có những cái kỹ năng riêng của mình. Những cái kỹ năng đó có thể là xuất phát điểm là các bạn có tố chất, nhưng mà những cái kỹ năng đó thì đồng hành với công ty gọi là đào tạo liên tục cho các bạn. Dạ vâng, còn với anh Tuấn Khởi ạ, hành trình để mà anh trở thành một người tạo ra những cái doanh nghiệp hướng về cộng đồng, làm những công tác hướng về cộng đồng như thế nào ạ? Mình nghĩ rằng là đôi khi là như Nam lúc đầu chia sẻ đó, là mỗi con người nhiều khi khoa học tự nhiên cũng cần biết một chút, khoa học kỹ thuật cũng cần biết chút, nhưng mà hãy xem là cái sở thích, cái bản, cái tính của mình nó mạnh ở điểm nào. Thì từ lúc nhỏ Khởi vô tình phát hiện ra là mình có những cái sự sắp đặt để mình mạnh về cái chuyện gọi là xã hội, khoa học xã hội. Quay lại cái câu chuyện mà cái cơ duyên nào á, thì đó, từ cái lúc nhỏ đó như vậy thì cái mình mê những cuốn như là Mực Tím này, rồi Kiến Thức Ngày Nay này, mình cứ đọc xong rồi có cái thông tin là xong rồi cái mình gửi bài thư, mình cộng tác. Thế từ lúc nhỏ đó, lúc mà mình chưa xác định rõ, là lúc đó mình chỉ còn có mới có lớp 11, 12 ở một cái trường phổ thông thôi, thì mình cũng vô tình cộng tác như vậy, thì nó đã sắp cho mình một cái con đường sẵn là trở thành một cái người theo học ở mấy trường xã hội rồi. Thì lúc đó mình trở thành một cái cơ duyên là mình tức là nó có một cái nền tảng đó từ nhỏ như vậy, rồi mình đã chọn lựa mặc định trong đầu là lúc đó là chỉ có cõi xã hội thôi, tại mình đam mê những câu chuyện mà, rồi mình cũng như vậy. Sau khi mà mình học nhiều năm ở trường xong á, thì mình lại thấy là khi mà nó ra nó tạo những cái thuận lợi cho công việc của mình á, thì để mình thành lập nhiều cái doanh nghiệp, và thực sự là cũng có những doanh nghiệp mà tồn tại đến nay 12 năm và cũng làm rất nhiều cái hoạt động thay đổi cộng đồng ở Việt Nam, ví dụ như chiến dịch của Hành Trình Đỏ nè, cũng từ cái công việc của mình ra mà cùng với Bộ Y tế làm việc như vậy. Thì thực sự là mình thấy là trong những cái năm tháng mà mình được đi học đó, xong rồi mình tiếp cận, mình thấy rằng là cái việc là đến một lúc nào đó mình cũng có đam mê sở thích như thế này, thì cái việc lập doanh nghiệp á, ban đầu 12 năm trước nó trở thành một cái việc giống như là để thỏa mãn cho cái nhu cầu của mình về một cái pháp lý thôi, chứ cũng chưa có gì rõ ràng. Tuy nhiên có thể đúc kết, có thể khẳng định nha, đến thời điểm này là trong quá trình mà mình lập doanh nghiệp có nhiều cái ý tưởng mới sáng tạo, rồi cũng tạo nhiều cái giá trị cho cộng đồng á, là bằng cái khả năng mà mình ngày xưa trong quá trình mình đi làm báo á, mình được phỏng vấn với hàng ngàn doanh nghiệp, mình tiếp cận và mình học hỏi họ. Và như Khởi thấy ví dụ Sắc Ma chẳng hạn, ông ta cũng học về văn chẳng hạn, ông ta cũng là giảng viên của một cái môn về văn chẳng hạn, nhưng mà ông ta điều hành một cái doanh nghiệp cũng là rất là lớn trên toàn cầu. Vì thế là đó, những cái kinh nghiệm, những cơ duyên mà chỗ khoa học xã hội nó đã mang đến cho Khởi. Mình thấy rằng là trong cái xã hội nhân văn nó có cái đặc điểm là nó có cái sự đan xen giữa các cái ngành, nó cũng khá là thú vị. Như các bạn thấy là cái giải Nobel văn chương mới nhất, cái nữ văn sĩ người Pháp thì cô viết văn, nhưng mà viết văn dưới cái góc nhìn của phân tích xã hội học. Nó không chỉ đơn thuần là nghệ thuật và hư cấu, mà nó những cái tác phẩm của bà là nhìn xã hội, viết văn chương dưới góc nhìn của một cái người đang đi vào cái cốt lõi, cái nền tảng của xã hội bằng tri thức của xã hội học. Thì như vậy là nó khác biệt. Như vậy là nó không còn là đơn thuần là nghệ thuật nữa, nó không còn đơn thuần là tả thực nữa, mà nó giúp cho con người tìm hiểu xem là thế thì trong cái mâu thuẫn của một cái nhân vật nào đó, ở sau đó cái tri thức xã học nó sẽ lý giải cái mâu thuẫn nó như thế nào. Hay là chúng ta thấy là nhiều tổng thống của các nước họ cũng tốt nghiệp ngành như là xã hội học, họ tốt nghiệp ngành luật, hay là tốt nghiệp ngành văn,
hay là chúng ta thấy là nhiều ngoại trưởng thì họ lại tốt nghiệp ngành triết học. Đó, cho nên chúng ta thấy là xã hội nhân văn nó không phải giống như chúng ta thấy là học ngành A thì chắc chắn phải làm công việc A, mà học ngành A trong giai đoạn này thì có thể làm những công việc khác nhau, và điều đó là điều cực kỳ thú vị. Mà tôi nghĩ là bạn trẻ thì thích cái sự trải nghiệm như vậy nhiều hơn, bởi vì sau này cứ 5 năm các bạn nó lại muốn thay đổi việc lần, và thậm chí là 3 năm cơ. Thì như vậy cái nền để các bạn chuyển đổi nghề nghiệp có vai trò cực kỳ quan trọng. Chính xác. Dạ vâng, và nói về một số những công việc liên quan đến phục vụ cộng đồng ạ. Có rất nhiều những phụ huynh hơi lo lắng cho con em khi mà các bạn chọn ngành này, vì cảm giác là hơi thiếu ổn định và hơi lo cho cộng đồng nhiều quá. Vậy thì anh có những chia sẻ gì về quan điểm này không ạ? Câu hỏi rất là hay. Nếu mà tôi gọi cái ngôn ngữ mà nó bình dân hơn chút xíu ở thời bây giờ, tôi nghĩ là thế hệ này là bắt đầu bỏ đi cái từ ăn cơm nhà với tù bà hàng tổng rồi. Hồi thời mà 8X như bọn tôi là cái việc này là nó rất là phổ biến luôn. Lúc bọn tôi đi làm tình nguyện hay là những dự án về phát triển cộng đồng và xã hội chẳng hạn, thì nhớ có những cái lúc đó những tổ chức quốc tế, những NGO qua Việt Nam thì chúng tôi cũng tham gia, thì đi coi như đi xuyên suốt, ba mẹ cũng rất là lo lắng chẳng hạn. Thì thời điểm đó cái câu đó nó trở thành một cái nỗi lo thường trực đấy. Nhưng mà thời điểm này á, tôi nghĩ rằng á, là khi mà giống như anh Nam chia sẻ lúc đầu á, là kinh tế nó phát triển rồi, những cái vấn đề về những cái việc chúng ta cần phải nhìn lại để hoàn thiện một con người, chứ không phải chỉ là việc kiếm tiền, không phải là xây dựng kinh tế. Thì chúng ta bên cạnh đó là vì thế là có rất nhiều cái vấn đề mà liên quan đến về cái con người và xã hội, và đặc biệt những cái tổ chức cộng đồng hiện nay họ giải quyết. Ví dụ như chúng ta quay lại cái thời điểm đại dịch đó, chúng ta thấy mọi cái hình thái về cái truyền thống á, ví dụ như thế, từ các mô hình về kinh tế và truyền thống nó đứt gãy hết. Thì chúng ta thấy đại dịch nó thay đổi những cái tổ chức xã hội, ví dụ như tôi đơn cử, ví dụ như hiện nay tôi đang là chủ tịch của Foodbank Việt Nam, thì lúc dịch đó thì là tất cả những siêu thị, tất cả những cái nơi khác đều bị đứt gãy hoàn toàn. Thì Foodbank Việt Nam đã phối hợp với Ban Hồ Chí Minh để đưa đến 4 triệu cái sức về thực phẩm cho những người khác. Thì trong cái mô hình đó thì cái tổ chức này phát triển rất là tốt, mà mặc dù chúng tôi không phải là một cái công ty thực phẩm là bình thường chẳng hạn. Một cái nữa tôi chia sẻ là trong cái thời điểm này nè, như các bạn thấy đó, là cái thời đại này là thế giới công nghệ kết nối rất là nhanh, rồi những cái bất ổn nó liên tục. Ví dụ chúng ta thấy chiến tranh, thiên tai và những cái vấn đề về ngày trước đó nha, chúng ta khó cái điều kiện kết nối, bây giờ kết nối tốt rồi, tất cả những cái con người và những cái quá trình mà hình thành và về tâm lý này, rồi về phát triển, tức là những cái rắc rối nhất của con người, những cái vòng đời của người nó đều show ra một cách mà cần phải giải quyết rất nhanh chóng. Thì tôi nghĩ rằng là những cái tổ chức cộng đồng là ngày càng phải nỗ lực, phải phát huy vai trò của mình từ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y tế cho đến giáo dục cho đến những cái tổ chức xã hội về xây dựng về cái kỹ năng cho những người trẻ chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là hiện nay cái nhu cầu này kết hợp thêm về cái công nghệ, cái truyền thông đang phát triển nữa, thì tôi nghĩ rất là nhiều cái quý phụ huynh cũng cần nên quan tâm suy nghĩ lại cho cái việc này. Thực ra là cái nhu cầu của thời gian sắp tới đó, thì tôi nghĩ và chúng ta không phải đơn giản là tôi nghĩ bằng cái khái niệm mà suy nghĩ trong cá nhân của mình đâu, mà tôi nghiên cứu tôi thấy rằng là ở các quốc gia khác chẳng hạn, ví dụ như những nước gần như là Thái Lan xung quanh chúng ta chẳng hạn, hoặc là một số nước phát triển chẳng hạn, thì cái khoa học về xã hội và cái việc quan tâm về cuộc sống của người cực kỳ quan trọng. Họ lấy đó làm cái nền tảng trước khi anh là anh trưởng thành, anh làm gì, anh làm lĩnh vực gì, anh có thành tựu gì và anh kiếm được bao nhiêu tiền và anh đóng góp, thì trước tiên anh phải là một cái con người tốt, anh có tâm hồn rộng mở và sẵn sàng chia sẻ và kết nối. Tôi nghĩ cái đó rất là quan trọng. Cái sự liên kết giữa kinh tế và các ngành khoa học xã hội hiện nay nó rất là thú vị. Ví dụ như có những bạn học các ngành về công tác xã hội đúng không ạ, hay là phát triển cộng đồng nữa, thì mình nghe thì cứ nghĩ là bạn đấy toàn đi làm từ thiện không, thì thu nhập như thế nào. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là kinh tế nó phát triển thì các doanh nghiệp người ta quan tâm đến một lĩnh vực đó là trách nhiệm xã hội. Người ta đầu tư rất là trách nhiệm cho cái lĩnh vực này. Và muốn làm trách nhiệm xã hội mà hiệu quả thì rất là khuyến khích những cái người có cái chuyên môn sâu về các lĩnh vực liên quan đến phát triển cộng đồng và công tác xã hội. Họ sẽ làm cái dự án nó trở nên hiệu quả hơn nhiều chứ. Và các tập đoàn lớn hiện nay người ta đang rất là quan tâm. Thì đó lại là một cái công việc mà hiện nay nó vừa mang lại cái thu nhập cao, mà nó vừa giúp cho các em phát huy được cái sở trường của mình, cũng như là cái đam mê làm xã hội của mình. Và hiện nay giới trẻ cũng không dễ gì mà các bạn đó cứ đi làm mãi miết một việc nào đó mà không biết mình làm để làm gì đâu. Họ rất là thực tế. Vì họ xin vào một doanh nghiệp, họ thực tập trong khoảng 3 tháng, thì họ muốn học được cái gì ở trong doanh nghiệp trong 3 tháng. Họ không cần là phải trả lương, họ cần học để sau này họ phát triển cái công việc của mình.
Cho nên là quý vị phụ huynh cũng an tâm rằng là giới trẻ hiện nay họ rất là thực tế trong cái việc lựa chọn nghề nghiệp, và trường học cũng sẽ khuyến khích các bạn có những kỹ năng để các bạn có thể làm việc được một cách rất là chuyên sâu trong những lĩnh vực mà liên quan đến cộng đồng, chứ không đơn thuần là cái câu chuyện là vác tù và hàng tổng nữa. Quả là chúng ta phải có một cái nhìn cởi mở hơn và xem những cái công tác dịch vụ cộng đồng như là một nghề nghiệp và sẽ mang đến giá trị và cũng sẽ có được những cái giá trị dành cho bản thân của mình. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo thì chắc là em sẽ quay trở lại với thầy Nam, mà mặc dù là thầy cũng đã chia sẻ rất là nhiều, tuy nhiên thì các bậc phụ huynh, các bạn học sinh cũng khi mà tìm hiểu về các ngành học thì các bạn cũng gặp rất là nhiều những cái định kiến hoặc là những cái mặc định trong ngành nghề mà tuy nhiên là đôi khi nó không có đúng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp một vài những cái thắc mắc đó, cũng như là một vài những cái câu hỏi định kiến của các bạn. Ví dụ như các bạn sẽ thường hỏi là những ngành khoa học, xã hội và nhân văn sẽ luôn và thường dành cho những bạn học giỏi về văn sử địa, có phải đúng không ạ? Nó cũng là một phần, bởi vì thật ra cái văn, giỏi văn nó rất là quan trọng cho cái nhiều lĩnh vực liên quan đến truyền thông. Ví dụ các bạn làm truyền thông mà không giỏi văn thì rất là khó, thực sự là vậy. Văn vẫn là nền. Các bạn giỏi Anh văn nữa thì càng tuyệt vời. Nhiều ngành khoa học cho nhân văn hiện nay vẫn tuyển toán, ví dụ các ngành nghiên cứu về đô thị của xã hội nhân văn, ngành về địa lý xã hội nhân văn, ngành về xã hội học ngành nghiên cứu, chứ không có nghĩa là xã hội nhân văn chỉ có tuyển khối C không. Mà hiện nay cái xu hướng là tuyển khối toán văn Anh văn là rất là nhiều, bởi vì nó giúp cho các em đó có cái tư duy và có cái ứng dụng rất là nhiều khi mà họ vừa giỏi về ngôn ngữ vừa họ giỏi về toán học. Dạ, thì đó là cái điều mà quý vị phụ huynh cũng cần phải lưu tâm thêm. Trước đây đúng là văn sử địa, bởi vì trước đây cái người học Anh văn không nhiều, thì đại học mà có tuyển toán văn Anh văn thì cũng không có người mà tuyển. Còn bây giờ là toán văn Anh văn, và toán Anh văn là ba cái môn mà học sinh họ rất là ưu tiên, cho nên khoa học xã hội nhân văn hiện nay cái tuyển sinh nó đã hoàn toàn khác trước đây. Sẽ có thêm một cái định kiến nữa là nếu mà mình học khoa học xã hội và nhân văn thì mặc định các bạn sẽ làm những công vụ việc phục vụ cộng đồng và dịch vụ xã hội. Vậy thì với cái định nghĩa này thì thầy có thể khẳng định lại một lần nữa cho các bạn không? Dĩ nhiên đó là một công việc cao quý và vẫn nhiều bạn làm công việc đó, và xã hội rất là cần những bạn như vậy. Nhưng mà xã hội nhân văn nó còn rất là nhiều lĩnh vực khác. Tôi lấy ví dụ như lĩnh vực về ngôn ngữ, để các bạn có thể làm tốt trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục. Các bạn sẽ học những cái môn liên quan đến ngành liên quan đến tâm lý, để có thể là những người tham vấn tâm lý hoặc là những người làm trong các lĩnh vực về nhân sự trong doanh nghiệp. Là những bạn học các cái ngành liên quan đến báo chí, để các bạn có thể làm những nhà truyền thông. Hay là các bạn học trong ngành về giáo dục, liên quan đến giáo dục học hay là quản lý giáo dục, để họ có thể vận hành các trường học và họ có thể nghiên cứu các cái phương pháp giáo dục cho cộng đồng. Nói chung là lĩnh vực nó sẽ rất là đa dạng. Cho nên là chúng ta cũng không nên suy nghĩ chỉ là xã hội nhân văn nó thiên về làm lĩnh vực xã hội cộng đồng không, mà nó sẽ đa ứng dụng rất là khác nhau. Và họ có thể làm trong doanh nghiệp được, trong lĩnh vực hành chính công được, họ có thể làm việc trong các cái tổ chức giáo dục được, các cái tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế được. Và hiện nay một đặc điểm là cựu sinh viên của xã hội nhân văn họ làm việc ở nước ngoài rất là nhiều, bởi vì họ có khả năng ngôn ngữ và họ có cái tư duy làm việc á, trên họ làm việc ở rất là nhiều nước khác nhau. Và tôi nghĩ là xã hội nhân văn là cái trường mà có cựu sinh viên làm việc ở nước ngoài nhiều nhất hiện nay, bởi vì cái thế mạnh của họ liên quan đến ngôn ngữ, giao tế và các cái tri thức nền thì rất là thuận lợi. Dạ vâng, là một đại diện của một doanh nghiệp phục vụ xã hội, vậy thì đối với một số bạn có mong muốn được đầu tư và phát triển một doanh nghiệp về mảng xã hội dành cho riêng mình, thì anh có một số những lời khuyên như thế nào ạ? Mô hình về doanh nghiệp xã hội thì là trên thế giới phát triển lâu rồi, nhưng Việt Nam thì được chính phủ thông qua cái luật vào năm 2016. Tức là chúng ta thấy cũng còn rất non trẻ, mới cách đây có 6 năm thôi. Lúc đầu thì về cá nhân của Khởi mà thành lập mô hình này á, tại do cũng có một thời gian dài mình ở nước ngoài, ở Singapore mình học được cái mô hình này. Và lúc về Việt Nam thì mình nói là doanh nghiệp mình là doanh nghiệp định hướng xã hội thôi. Tại vì mình thành lập 12 năm mà, đi trước 6 năm cái thời điểm đó. Chia sẻ những câu chuyện đó để thấy rằng là doanh nghiệp xã hội là điều mới mẻ, nó luôn có những khó khăn. Qua 12 năm điều hành thì Khởi thấy có một việc là trước khi chúng ta làm về doanh nghiệp xã hội á,
nếu rất tốt nữa thì chúng ta cứ nghĩ mình là một doanh nghiệp bình thường, tức là một doanh nghiệp thôi, thực sự nó cũng không có cái trên nhau là lắm đâu. Nhưng mà doanh nghiệp xã hội thì là nó có những cái sứ mệnh riêng, là nó cam kết giải quyết những cái vấn đề còn tồn đọng của xã hội. Ví dụ như bình thường một doanh nghiệp truyền thống bình thường thì là anh mạnh về việc này, anh đầu tư, anh sản xuất một loại sản phẩm, rồi anh đưa ra thị trường, anh bán, rồi anh thu lại lợi nhuận, rồi lại phát triển lên thành tổ chức, rồi anh đi làm cộng đồng nữa chẳng hạn. Rất nhiều việc. Nhưng mà đối với một doanh nghiệp xã hội thì họ lại phát hiện ra những cái vấn đề đứt gãy và những cái vấn đề mà dự báo được cái bất ổn trong xã hội, hoặc là những cái cơ hội nào đó để họ đi trước, họ đi trước để họ đan xen và họ giải quyết những vấn đề. Hiện nay có những doanh nghiệp tạo tác động xã hội rất lớn, ví dụ như mô hình chúng ta thấy Grab nè. Grab phát hiện ra cái việc rằng là đi cái vận chuyển giữa con người nó cần phải bằng cái công nghệ, và nó tăng cái thu nhập và nó giảm được cái gọi là cái sự gườm gà trong xã hội chẳng hạn. Thì về cơ bản Grab cũng là một trong những mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội đó. Tác động xã hội, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp tạo tác động xã hội nó rất là gần nhau. Tức là doanh nghiệp đó là nó mang một cái hơi hướng mới, nó liên kết được nhiều bên và nó thúc đẩy những cái vấn đề mới chưa bao giờ ra. Mà đặc biệt khi doanh nghiệp đó thành công thì nó tạo tác động lớn, nó giải quyết được những cái vấn đề cũ lạc hậu, và nó tiến đến cái tiên tiến văn minh, và nó phục vụ cho rất nhiều số đông. Vậy thì quay trở lại câu hỏi đó, thì là đó, những cái bạn mà muốn lập, những bạn mà muốn dấn thân khởi nghiệp vào con đường đó, thì cá nhân Khởi thấy rất là hoan nghênh, rất là hoan nghênh. Thì cần về cái tố chất của cái người founder đó, đó trước tiên các bạn xem coi các bạn đủ dũng cảm và các bạn đủ cái nhạy cảm để các bạn nhận ra những cái vấn đề cần giải quyết xung quanh của mình hay không. Cái số 2 nữa là thực sự là có một cái Khởi cũng chưa bao giờ là nói các bạn cần phải xông lên lập doanh nghiệp ngay. Các bạn có thể xem cái khả năng của mình, các bạn có những cái sự thích ứng mình, rồi mình có thể là gì đầu quân và làm việc với các cái đối tác, kể cả những hệ thống doanh nghiệp xã hội chẳng hạn, hoặc là những cái phòng trách nhiệm xã hội của những tập đoàn lớn, những cái doanh nghiệp truyền thống bình thường chẳng hạn, để mình xem cái tố chất của mình nó có phù hợp hay không. Cái số 3 nữa là thật sự chia sẻ về câu chuyện của Khởi lúc Khởi thành lập doanh nghiệp á. Thực sự là Khởi đã làm một cái nhân viên về công tác xã hội và tình nguyện lâu năm rồi. Và lúc đó Khởi làm một cái tình nguyện viên cho những cái tổ chức về nước ngoài á, những cái chương trình mổ tim chẳng hạn. Đến lúc mình muốn làm riêng, mình thành lập một cái riêng của mình đó chẳng hạn, thì mình muốn giải quyết cái việc mà mình đang đam mê giải quyết cộng đồng á, thì mình thành lập một cái doanh nghiệp để đáp ứng cho cái nhu cầu đó. Vậy thì cuối cùng Khởi thấy đúc kết lại là các bạn trẻ, nếu như các bạn dấn thân mà stop và giải quyết luôn á, điều đó rất tốt. Chỉ cần các bạn có đủ dũng cảm, đủ quyết tâm, và đặc biệt cái trái tim á, mình nó không phải là những cái việc bình thường đâu. Dù như tạo doanh thu và lợi nhuận, ở đây có thể vừa tạo doanh thu vừa lợi nhuận, nhưng mà giúp đỡ cho nhiều người hơn, không phải chỉ bản thân mình, thì lúc đó các bạn thấy là trái tim của mình đủ rồi, khả năng đủ rồi, tìm những người quân sư và mentor để mình có thể là tiến hành luôn. Không cần có thiết là phải tuổi còn nhỏ hay là điểm bắt đầu đâu, có những người khởi nghiệp và những hung đúc ý tưởng ngay từ rất là nhỏ. Dạ, và ngoài là nhiệt huyết thì mình cũng nên trải nghiệm thật nhiều trước khi mình bắt đầu khởi nghiệp, đúng không ạ? Thắc mắc một xíu là trong vòng khoảng 12 năm anh điều hành doanh nghiệp của mình á, vậy thì những cái điểm nào mà anh cảm thấy là khó khăn nhất, giai đoạn nào, hoặc là những cái thời điểm nào mà anh cảm thấy khó khăn nhất và anh đã vượt qua nó như thế nào? Thật sự luôn á, trong 5 năm đầu tiên nó vô cùng khó khăn. Lúc đầu tiên mình thành lập á thì là thường á là ban đầu tiên do niềm đam mê, do cảm hứng, do một thế mạnh của người founder mình lập. Có một mình làm thì tốt lắm, nhưng mà tới 3 đến 5 năm người á thì cái việc mà quản trị một tổ chức và một chiến lược á nó vô cùng khó khăn. Là mình thì mình nghĩ ban đầu mình nghĩ việc đó nó không quan trọng. Một mình thì cái thế mạnh của mình thì nó bình thường, nhưng mà khi tới 3 tới 5 năm người, 10 người á, và khi mà mình phụ trách một số lĩnh vực thì đòi hỏi mình phải học cái kỹ năng điều hành, cái kỹ năng quản trị và cái tầm nhìn xa nữa, chứ không phải là đam mê sở thích nữa. 5 năm đầu tiên là cực kỳ khó khăn. Cái số 2 nữa là khi mà mình làm ở trong một cái việc lĩnh vực nào đó mà nó đang thành công, mà với cái bản tính của mình á, mình nghĩ rằng là cũng làm được những việc khác thành công giống như lĩnh vực đó. Dạ. Thì cái bản chất nó là dân xã hội mà mình lại có thể nói là mình lại bao trùm máu, mà mình lại có thể không phải là gì đam mê về lợi nhuận, nhưng mình nghĩ việc đó mình làm được, mình giải quyết được vấn đề này để cộng đồng được thụ hưởng nhiều hơn. Thì lúc đó là mình cũng lại làm, nhưng mà nguồn lực thì nó có hạn chế, và nhiều khi là nó không phải làm việc gì mình cũng là tốt đâu. Vì thế là Khởi nghĩ rằng đó là vô cùng là khó khăn đối với một cái người mà mình điều hành một cái doanh nghiệp. Cái số 3 nữa Khởi thấy chia sẻ là người mà học về xã hội, có chất tế và điều hành doanh nghiệp xã hội thì thường có những quyết định nó rất là nhanh, mà đôi khi nó mang tính cảm tính.
nó mang tính cảm tính, nó không có tốt, chưa có nghiên cứu kỹ, chưa có những cái tham vấn kỹ, rồi mình ra quyết định nhanh. Cuối cùng là sự trả giá bằng cái việc là về tiền bạc, về công sức không nói, nhưng mà trả giá về những cái niềm tin của những cái đồng đội, của những cái đơn vị đồng hành với mình chẳng hạn. Đó là những cái mà Khởi nghĩ rằng là những người mà trong cái những cái việc này chúng ta cần phải có những cái. Tất nhiên thì tôi nghĩ nếu mà cho làm lại thì tôi cũng vẫn để cái mình khoa học hơn, mình lý trí hơn một chút xíu, nhưng mà nếu mà vẫn cứ thích làm, muốn làm theo những quyết định gì thì mình vẫn cứ làm thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là những ai mà đi sau thì chúng ta có thể cân nhắc vào những cái kinh nghiệm đó, để mình rút kinh nghiệm, để mình đi nó được nhanh hơn, và nó tạo được nhiều cái thành công hơn. Dạ vâng. Dạ, và không chỉ hai câu hỏi đó đâu mà còn rất rất nhiều những định kiến nữa. Vậy thì thầy có thể chia sẻ làm thế nào để các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh có thể tìm hiểu một cách chính xác hơn, để mà mình có thể né bớt những cái tin đồn thất thiệt về ngành học của mình được không ạ? Dạ. Thật ra có một cái quan điểm gốc, đó là tất cả các cái ngành mà còn đào tạo ở trên trong cái lĩnh vực giáo dục đại học á, nó đều đang cần cho xã hội. Tuy nhiên nó có thể cần ít hay cần nhiều thì nó còn tùy thuộc vào từng ngành. Tuy nhiên là nếu như chúng ta học một cái ngành nào đấy với sự đam mê của mình, học mà chúng ta có cái thực hành, học mà chúng ta có cái năng động trong quá trình học ấy, và học mà chúng ta thử mình một cách liên tục để mình tìm ra được những cái điểm mạnh của mình và tìm được cái nơi mà mình phù hợp nhất, thì theo tôi nghĩ là cái sự thành công đến với các em thì nó rất là dễ dàng. Còn nếu chúng ta học bị động á, thì cái công việc nó không có từ đến, cái tương lai nó, cái sự thành công nó không từ đến, mà chúng ta sẽ phải đi tìm. Ở nhà trường thì chúng tôi luôn khuyến khích là sinh viên các bạn nó phải đi ra ngoài để các bạn tìm những cái cơ hội ở phía bên ngoài. Và hiện nay có một cái đặc điểm thú vị là cái trung tâm giới thiệu việc làm của trường á, thì sinh viên cũng không viếng thăm nhiều, bởi vì khả năng tìm việc của các bạn rất là tốt. Nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà có vô cùng nhiều các cái công việc mà cho các bạn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả xã hội nhân văn. Dạ vâng, rõ ràng là khi mà chúng ta học xã hội và nhân văn thì có một cái nền khá là vững chắc để mình có thể phát triển thêm nhiều công việc khác. Có một số những bạn gửi đến câu hỏi là có một số người học khoa học xã hội và nhân văn và làm những công việc như nghiên cứu thị trường ạ. Tuy nhiên thì vẫn sẽ gặp những cái định kiến và những cái ý kiến cho rằng là các bạn bị thiếu kỹ năng nghề. Vậy thì thầy thấy như thế nào về cái nhận định này ạ? Thật ra là nếu mà muốn làm nghiên cứu thị trường thì có một số ngành nó sẽ đào tạo các bạn làm việc để chuyên sâu. Tôi lấy ví dụ như ngành xã hội học, thì đó là ngành mà đào tạo ra để làm nghiên cứu thị trường. Còn có những ngành khác mà các bạn bẻ qua để các bạn làm nghiên cứu thị trường thì chắc chắn là các bạn sẽ phải bổ sung những cái kiến thức mới. Hơn nữa, chúng ta cứ hiểu rằng là cái đào tạo ở trường đại học cho một cái nền, và sau đó khi mà làm một công việc gì đó thì các bạn sẽ phải tự học và sẽ được đào tạo lại một phần nào đó nữa. Chứ rất là ít cái ngành hiện nay, trừ các ngành liên quan đến kỹ thuật, mà các bạn học ngành đó ra các bạn có thể làm gần như toàn bộ công việc của ngành đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng là xã hội nhân văn á, có những ngành nó cho chúng ta cái kỹ năng để làm những công việc cụ thể, nhưng mà cũng có những ngành thì chúng ta buộc phải có cái sự bổ khuyết thông qua việc là học tập những cái thêm. Cho nên là ở trường hay là ở các trường đại học khác hiện nay nó có một cái xu hướng mà chúng ta gọi là học tập trọn đời, tức là thiếu gì thì họ sẽ đi học cái đấy. Khi chúng ta học ngành A ra rồi thì không có nghĩa là chúng ta sẽ làm được tất cả mọi công việc của ngành A, mà chúng ta sẽ phải học đi những cái chứng chỉ ngắn hạn, tôi lấy ví dụ 3 tháng, để họ có thể chuyên sâu về cái kỹ năng đó. Và đây là một xu hướng rất là bình thường, và thế giới hiện nay người ta rất là coi trọng cái việc học tập suốt đời. Cho nên là ví dụ như học xã hội học muốn làm nhân sự thì các bạn nên học một cái khóa nghiệp vụ nhân sự trong vòng khoảng 3 tháng của trường đại học kinh tế chẳng hạn. Thì như vậy thì các bạn sẽ bổ khuyết được cái sự thiếu hụt. Còn khi người làm xã hội học làm nhân sự thì họ hiểu về con người là rất là tốt, bởi vì họ hiểu các môn học giúp họ hiểu rất là nhiều những cái cộng đồng và rất là nhiều những cái nghề nghiệp và rất là nhiều những cái đối tượng trong xã hội, thì khả năng làm nhân sự của họ thì lại rất là tốt. Vâng, vậy thì lời cuối, một số những lời khuyên dành cho các bạn muốn theo đuổi ngành học này cũng như là theo đuổi công việc của ngành khoa học xã hội và nhân văn, thì không biết là các khách mời của chúng ta sẽ gửi đến các bạn những thông điệp như thế nào? Thực sự thì hiện tại thì các bạn trẻ sẽ có rất là nhiều những cái chọn lựa riêng của bản thân mình. Nhưng mà nếu mà nói về một trong những nghề mà có thể là gọi là đang hot hiện tại thì các bạn cũng có thể quan tâm đến cái nghề giáo viên giảng dạy kỹ năng sống. Dạ. Bởi vì nơi đó thì các bạn có thể nói rằng là nó kết hợp, nó cần rất là nhiều những cái trải nghiệm của các bạn kết hợp của các ngành nghề đa dạng khác nhau. Và các bạn còn có cơ hội là rèn luyện, trau dồi thêm các kỹ năng của mình nữa. Và có thể nói nó là một trong những cái nghề mà rất là hot. Và cái nói là các bạn sinh viên ra trường và apply rất là nhiều vào vị trí này. Dạ. Cảm ơn chị Châu. Còn anh Khởi ạ? Khởi cũng chia sẻ luôn với tất cả các cái quý phụ huynh cũng như là các em.
mà chúng ta chuẩn bị cho những cái hành trang trong tương lai của mình phải chọn lựa, tôi nghĩ rằng là nên lựa chọn theo cái sở thích, cái đam mê của mình ấy. Cái đam mê của mình ấy, ví dụ như trong cái ngành học mình cảm thấy là nó mình cảm thấy việc mình muốn trở thành là ai, ví dụ mình trở thành một cái người, ví dụ như là một cái người nhà báo đi chẳng hạn, hay là một cái nhân viên công tác xã hội, hay là cái sở thích của mình muốn đi nhiều chẳng hạn, hoặc là mình muốn phục vụ trong một lĩnh vực nào, tôi nghĩ là đích đến hướng là như vậy, mình cứ nhắm một cái mục tiêu gần nhất, sau đó thì có thể chúng ta sẽ làm lại, mà chúng ta cũng không cần thiết phải quá đóng vào một cái khung là mình phải lựa học cái trường này xong hoặc là một cái ngành này xong thì mình đưa cái cuộc đời của mình nó đi vô trong cái mục đích đó. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm lại, chúng ta vẫn có thể là xây dựng cái tương lai của mình. Có thể mình chưa thử nó đúng thì mình sẽ bắt đầu lại một cái hướng khác, và tôi nghĩ rằng là cứ đi, nó nhiều cái kết quả nó mong đợi lắm. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà ở trong cái môi trường mà hiện nay gọi là đang có nhiều cái bất biến như hiện nay nè, cần cái sự thay đổi rất là nhanh và thích ứng liên tục nè, ở phạm vi của doanh nghiệp, của con người chúng ta, rồi kể cả một quốc gia đi chẳng hạn, thì tôi nghĩ là ngành xã hội nhân văn cũng là một cái thú vị dành cho những người dám khám phá, dám thích sự thay đổi. Tôi nghĩ đó cũng rất là thú vị. Cởi mở và bình tĩnh để tìm ra con đường của chính mình, đúng không ạ? Dạ vâng, còn thầy Nam ạ. Tôi nghĩ rằng là mỗi người sẽ có những cái thế mạnh riêng của mình, mà người đó mới hiểu được bản thân họ mạnh về cái lĩnh vực gì. Có những người sẽ rất là mạnh về kỹ thuật, có những người rất là mạnh về khoa học tự nhiên, nhưng mà cũng có những người họ rất là yêu thích và đam mê với khoa học xã hội nhân văn. Cái hạnh phúc của chúng ta đó là chúng ta biết là chúng ta đam mê điều gì, điều đó cực kỳ quan trọng. Và cuộc đời của mình nó sẽ đi theo cái mà nó truyền cảm hứng, đó là cái đam mê và yêu thích của mình. Nó không biết mệt mỏi là gì cả, nó không cảm thấy chúng ta, nó không khiến chúng ta mệt mỏi khi mà chúng ta đi theo cái đam mê của mình. Và khi đam mê rồi thì các bạn hãy dấn thân. Hãy dấn thân, tương lai thì nó còn phía trước, cho nên không ai nói trước được rằng là bạn sẽ thành công hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta dấn thân thì chúng ta cũng cần phải có cho mình một cái kế hoạch rất là cụ thể. Trong đại học, khi học đại học chúng ta sẽ làm những điều gì? 5 năm sau mình sẽ làm điều gì? Và 10 năm sau mình sẽ làm điều gì? Và trong thời gian dài hơn nữa mình là một người như thế nào? Thì chúng ta cũng cần một cái mường tượng để từ đó chúng ta có những cái lộ trình cho nó phù hợp. Và tôi nghĩ rằng là sống, học tập và có kế hoạch thì nó là một cái điều mà hết sức cần thiết đối với các bạn trẻ. Dạ vâng, cảm ơn thầy, cảm ơn các vị khách mời đã đến với Cà Phê Tech trong ngày hôm nay. Cho anh hỏi một câu là em học ngành gì? Dạ, thật ra thì lúc đầu em học quan hệ công chúng và truyền thông, nhưng mà khi mà em muốn làm thêm về mảng truyền hình thì em phải học thêm về học viện báo chí. Vậy cho anh chia sẻ thêm một thông điệp ngắn nữa. Dạ. Đó, chúng ta muốn trở thành một người truyền cảm hứng, một người kết nối, hay là một cái MC xinh đẹp như thế này thì xã hội nhân văn cũng là một trong những lựa chọn. Dạ. Đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, và cảm ơn anh, cảm ơn thầy đã đến với buổi cà phê ngày hôm nay và chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều những thông điệp, những thông tin bổ ích, và mong là các vị bậc phụ huynh, các bạn học sinh cũng đã có thêm cho mình được những cái kiến thức và cũng như là có thể bình tĩnh hơn trong việc định hướng tương lai cho chính mình. Cảm ơn tất cả các khách mời của chúng ta rất nhiều ạ.